Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểng Bến Tre của mình. Một ngày mới ha. Đây là những cái chậu vận thỏ của khu vườn mình nè mọi người. Mình vừa mới tưới nước cho cây xong, sẵn làm video quay cho mọi người xem về những cái chậu của mình ha. Đồng thời thì chiều nay mình cũng sẽ tưới cho cây một cữ phân và sẽ nói về cái loại phân mình tưới luôn. Hiện tại thì những cái cây vận thỏ của mình phát triển tương đối tốt. Tàn thì nó phát lên đó chính là bự, ôm và xanh mướt. Chậu nào thì cũng ôm nụ hết trơn rồi mọi người. Có một số chậu thì cây nụ nó cũng khá to rồi. Đây mình quay cho mọi người xem nè. Nụ khá to rồi ha. Thì khi mà mình đăng tải những cái video về vận thỏ lên trên kênh của mình ha, thì mình thấy có nhiều người cứ kêu là vận thỏ này bị sớm ha. Chắc là trồng để bán cho ông táo. Nhưng mà mình nói thật với mọi người, cái nụ như thế này đối với nhà mình đó là vừa tầm ha. Tùy vào cái thói quen và cái cách làm của mọi người thôi. Không biết chỗ mọi người thì như thế nào, chứ hiện tại ở chỗ mình thì vận thỏ đã ôm nụ hết rồi, vào nụ và nụ hạt tiêu hết rồi. Hôm nay cũng là ngày 29 tháng 11 rồi. Mai nữa là ngày mùng 1 tháng 12 rồi ha. Đầu tháng 12 thì cây nào cũng có nụ rồi. Đó. Nụ lớn thì mình cũng tìm cách kiềm lại nó một chút. Thực ra thì trong cái quá trình mà trồng cây vận thỏ này, mình đã có kiềm rồi. Mình kiềm lúc mà mình vô chân đó mọi người. Lúc vô chân cho cái vận thỏ này ha, thêm giá thể cho cây á. Thì lúc đó mình đã bỏ ở trong này một ít đất cộng với một nắm phân úc. Đất thì giúp cho cây nó giữ ẩm, giữ nước rất chi là tốt. Còn phân úc thì ngoài cái việc giúp cho cây nó mập ha, mập cây này, xanh lá ra, thì nó cũng kềm cái nụ lại. Cái nụ này của mình là nó cũng có lên đây cũng cách 5-6 bữa rồi đó mọi người. Và nay này, cái nụ này là một trong những cái nụ mà nó lớn nhất vườn, thì nó lên cỡ như thế này ha. Rồi cũng xin nói thêm, đó là vần thỏ của mình năm nay mình làm đó là giống F1 Sài Gòn 21 nha. Và cái này là màu cam. Năm nay mình làm có 200 chậu thôi, cho nên là tất cả thì mình đều làm màu cam. Và cái nụ như thế này thì nó đang nằm trong cái tầm kiểm soát của mình. Mình sẽ nuôi cho những cây nụ này nó lớn hơn, thì cái bông của mình nó sẽ to hơn, đẹp hơn. Đấy, mọi người thấy không? Cây của mình thì phát rất là tốt, nụ đều. Bữa nay thì cứ 3 đến 4 ngày là mình xịt thuốc sâu và thuốc bọt trị cho cây một cữ mọi người. Cây lên nụ như thế này, đây là cái giai đoạn nó quan trọng lắm. Để mình dưỡng cái nụ này và nuôi những cái nụ này, tránh cho cái việc mà bị sâu với bọt trị nó ăn ha, nó hút. Tại vì một nụ, đây là nụ chính này mọi người, nó lên là lên cái nụ chính không. Đó. Mà bị sâu, bị bọt trị hút đi thôi là mình bị lép đó. Người ta trồng hoa ha, người ta nuôi hoa là người ta chăm chút ngay từ đầu. Và nó là một cái quá trình gắn liền với nhau. Từ cái giá thể, từ cái con giống cho tới ra cây trồng phân thuốc. Chứ không phải là chỉ một hai cự là nó thay đổi đâu mọi người. Đây, mình quay cho mọi người xem này. Ở đây thì nụ nó còn nhỏ. Nó hơi bằng hạt tiêu chút ha. Ở chỗ mình thì vận thỏ hầu như là ôm nụ hết rồi, kể cả B1, B2 ấy, của rồng vàng ha, đều ôm hết. Để mọi người thấy cái tàn chậu vận thỏ của mình có đẹp không. Chậu này là hình như có 7 cây nè. Đó. Chậu 4 tấc và có 7 cây. Thơm ha. Từ lúc mà mình ra cái con vận thỏ á, mình ra ngày mùng 6, mùng 7, mùng 8 ha, tháng 11, tới nay thì mình tưới cho cây được 5 cự phân rồi. Và chiều hôm nay sẽ là cái cự phân thứ 6 này. 4 ngày thì mình tưới một lần mọi người ạ. Đều đặn như vậy. Lượng phân và cái loại phân thì nó sẽ thay đổi tùy theo cái tình trạng của cây. Đấy, hôm bữa cũng có một bạn hỏi mình là cái chậu vận thỏ nó không có được tròn tàn ha, nó không có được đều, thì mình xịt cái gì để kéo nó lên. Thì cái này mình đã giới thiệu ở trong kênh rồi. Đó là cái thuốc mà bung chèo á mọi người. Khi mà mình canh đọt cây vận thỏ thì nói chung thì nhà vườn nào cũng vậy hết. Không có vườn nào mà nó tròn đều 100% đâu. Kể cả các loại bông khác cũng vậy. Cho nên trong cái quá trình phân thuốc cho cây thì mình phải có sự hỗ trợ của con người ha. Để giúp cho những cái tàn bông nó được tròn lại. Cái thuốc bung chèo giúp cho chèo nó phát triển mạnh
thì mình xịt ở cây bên mà nó bị thấp hơn á, nhiều một chút. Để mình lấy một cái ví dụ cho mọi người xem nào. Như cái chậu này chẳng hạn ha, thì bên này nó hơi thấp một chút này. Nếu mà mình xịt thuốc thì mình xịt cây bên này nó nhiều hơn một chút và bên này thì nó ít hơn một chút vậy đó. Để cho nó kéo cái bên này lại cho nó tròn hơn. Nếu như cách đây 4 ngày mà mình quay cho mọi người xem á, thì mọi người thấy là lúc đó cái chậu của mình nó bị lệch hơi nhiều ha. Quay sương sương như thế này là thấy nó bị lệch nhiều. Nhưng mà giờ thì mình kéo lại rồi. Mỗi lần xịt thuốc mình kéo một chút thôi, đừng có ham hố mà kéo nhiều quá. Qua 2-3 cự xịt như vậy là nó sẽ cân bằng lại. Nhưng cái chậu này là hơi méo một chút này mọi người. Đó. Nụ này là nụ to đây này. Đó, nụ hoành tráng này ha. Đó, chậu này nó cũng hơi nghiêng một chút này. Đó, quay hết như thế này mới thấy được cái nghiêng của nó. Nhưng mà mỗi lần xịt thì mình chỉ kéo một chút, từ từ thì nó sẽ lại và điều chỉnh qua cái lần thuốc, qua nhiều lần ha. Quay một vòng cho mọi người xem. Mình thì bên cạnh những cái chậu mà cái tàn nó bự như thế này ha, thì bên này cũng có một số chậu nó tàn nó nhỏ hơn. Như cái chậu này là tàn nó hơi nhỏ nhỏ này mọi người. Nhưng mà mình thấy như thế này là cũng tương đối đạt rồi, tương đối ok. Sang năm thì kinh nghiệm một cái chậu 4 tấc như thế này thì mình sẽ đi 8 con hết để cho nó được tròn, được đều hơn. Ở vườn mình thì mình đi hơi lộn xộn do năm đầu tiên mình làm chậu á. Nên mình đang thử xem thử bao nhiêu con cho một cái chậu 4 tấc thì nó phát triển tốt hơn và cân bằng hơn ha. Còn như cái chậu này là 8 cây nè, còn cái chậu 7 cây nè mọi người. Nó còn có bự hơn nữa. Rồi, còn đây là cái loại phân mà mình tưới cho chiều nay ha. Mình đưa ra đây rồi, mình ngâm trước, chiều mình mới tưới. Phân thì đợt này mình dùng có 2 loại mọi người. Đó. Và cái lượng phân thì mình cũng đã tăng lên rồi. Lúc cách đây 4 ngày trước ha, thì mình tưới có 700g. Đó là gồm có 3 lần rưỡi rong biển và 3 lần rưỡi 20 20 15. Nhưng bây giờ mình tưới là 1 cây 2 1 cây 3 này mọi người. Cái này là hơn 1 cây 2 một chút xíu, cũng gồm có 2 loại, đó là rong biển và 20 20 15 nha. 2 loại này thì tương đương với nhau ha, 6 lạng rong biển và 6 lạng 20 15. Cái này có thêm rừng rệ này nha, nhưng mà rừng rệ thì một lát nữa mình mới đi ra tiệm mua ha, chiều tưới cho nên bây giờ mình ngâm cái này trước. Rừng rệ thì mình phải thêm để cho cây nó phát triển mạnh hơn, đặc biệt là đối với thọ. Lúc trước thì mình tưới thì mình có cắt một cử rừng rệ của cây rồi, nhưng mà giờ thì phải thêm vào mọi người, không có cắt quá lâu ha. Ô, mọi người thấy không, có 1 ký 2 mà tưới cho 200 chậu như thế này, kèm với một ít ở đây nữa. Ở đây thì tầm 150 chậu một cây ha, nó hơi ít phân, không có nhiều đâu. Nhưng mà nhà mình từ trước tới giờ làm hoa kiểng này đi rất ít phân. Ai mà theo dõi trong kênh của mình thì cũng thấy ít nhưng mà hiệu quả, cây của mình nó phát triển tốt. 4 ngày thì mình đi phân một lần. Đó mọi người nhìn thấy này, cái bộ chèo ở dưới này này, một cây này. Cứng cây nha. Cây thì cứng, chèo lên thì đều, cái thân thì nó mập. Nói chung là cây nó sung, nó phát triển mạnh á. Cái chậu nào cũng đều đều như vậy thôi. Từ giờ tới Tết thì không còn có mấy ngày nữa, cho nên cũng ráng chăm sóc làm sao mà cây mình cho nó đẹp, cho nó ok ha. Trong những video của mình thì mình chỉ quay về cái cách làm cũng như là cái cách đi phân thuốc chăm sóc của mình thôi. Chứ hoa kiểng thì nói thật với mọi người, ở chỗ mình thì nhà nào cũng làm hết. Và vận thọ thì làm nhiều lắm, số lượng lớn, hầu như ai cũng làm. Nhưng mà mọi người thì chăm sóc một kiểu, phân thuốc một kiểu và đi... nhưng mà rốt cục lại thì cái cây của người ta với của mình thì cũng là 1 9 1 10 thôi, cũng đều và đẹp như nhau. Ngoài cái phần phân thuốc ra thì cái khâu mà mình chăm sóc á, nó rất là quan trọng. Giờ nhà mình tưới nước là chít ống này, một cây chậu như thế này thì chít ống đầy luôn. Nhưng mà tầm từ 3 giờ chiều là nó bắt đầu nhẹ rồi đó. Cho nên những người mà có vận thò mà nay có hột nó cũng tương đối bự một chút á, thì mình nên tưới cái nước cho đủ. Cây mà thiếu nước thì hột nó cũng lên nhanh hơn. Mà cái này nó hút nước mạnh lắm nha. Cái tàn nó bự này, lá nó nhiều, nó hút nước mạnh lắm. Tưới
10 giờ mà cái chậu nó nặng trịch không à, nhưng mà tới 3 giờ là nó bắt đầu khô rồi. Đó. Thì đó là toàn bộ những cái nội dung trong cái video của mình ha. Video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.